24. Lên xe đi. Đi đâu? Xem hàng. Sao vội quá vậy? Chúng tôi chưa chuẩn bị mà. Xem hàng thì cần gì phải chuẩn bị chứ. Chúng tôi là người mua, làm sao có thể nói đi là đi được chứ. Hai người có đi không đi? Thôi được rồi, dù sao thì lúc nào mà chẳng như vậy, đi thôi. Người chịu khó bịt mắt lại nha. Tại sao vậy? Không có tại sao. Chỗ của chúng tôi bí mật, không muốn để người khác biết. Được rồi, cứ vậy đi. Bây giờ thì hai người có thể mở khăn ra rồi. Qua đây. Cho hai người xem hàng tuyệt hảo đi. Toàn là loại tốt nhất đó. Tôi thử được chứ? Thế nào? Không tồi chứ? Được đó. Sao đây? Cái này cô cần thử luôn hay không? Chà, cái này không cần thử nữa. Chỉ liếc qua là biết hàng tốt rồi. Có điều... Có điều sao? Có điều số lượng hơi ít. Vậy tôi ít hàng sao? Mấy người cần bao nhiêu? 1 triệu đô la Mỹ tiền hàng tất cả. Giao hàng trong vòng 4 ngày. Giao trong 4 ngày? Vậy có gấp quá không? Vậy thì chúng tôi tìm chỗ khác. Phiền chở chúng tôi về. Nào khoan đó, tôi gọi điện coi sao. Được, cứ vậy đi. Tình cảm với anh và bà nội rất tốt phải không? Đúng vậy, bà đã nuôi anh khôn lớn. Thế em và bà nói chuyện với nhau anh rất vui. Thật sao? Hai người anh yêu thương hợp nhau như vậy thì sau này anh không phải lo lắng gì nữa rồi. À, giúp ai hết. Tới nơi rồi. Làm nhanh thôi, làm nhanh thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng đó, làm nhanh lên đi. Chúng ta đi hút thuốc uống trà còn đỡ hơn ở đây hút thuốc được rồi, đây thôi. Các anh đi. Các anh cần bao nhiêu thời gian? 1 tiếng rưỡi là xong. Vậy lát nữa chúng tôi sẽ về đó. Dạ. Được rồi, cứ nghỉ ngơi nha. Nghỉ ngơi thoải mái.
Nè, mau lên. Nè. Nè mọi người đồng nào má. Vậy thì chắc là lô vũ khí chúng định bán cho Triển Giật rồi. Tuyết à, dì điều tra chỗ em sao rồi? Em đã đi tìm hiểu bên cục công thương. Công ty vận chuyển Sương Thông là công ty chung vốn đầu tư với nước ngoài, có vốn của phía Hồng Kông. Theo cục công thương thì phía Hồng Kông là công ty Bách Sự Thông, do một người họ Nguyễn đứng tên kinh doanh. Theo em được biết là như vậy. Không phải là họ Nghe sao? Nghe Hồng là người Triết Giang, cô ta vốn là phục vụ trong nhà hàng karaoke. Sau đó gặp Diên Thừa Tổ là khách đến vui chơi hát hò. Bọn họ hợp lại với nhau đó. Lập tức báo cáo những tài liệu này lên cục trưởng đi. Tôi nghĩ công ty vận chuyển Sương Thông này chắc chắn có quan hệ với bọn buôn lậu vũ khí. Đề nghị cục trưởng cho người bí mật theo dõi. Làm như vậy có bị dứt dây động rừng không? Vì vậy mới phải cẩn thận hơn. Việc theo dõi phải tiến hành phối hợp với hành động của Triển Dực và Dương Phong, không được để cho đối phương phát hiện ra. Được, vậy chúng ta làm như vậy đi. Lợi à, chỉnh lý tài liệu rồi chuyển đi nha, có được không? Được. À, Dương Anh, tôi thấy bây giờ anh có chút giống gì đó phong độ của anh Long. Nếu anh Long mà ở đây, anh ấy nhất định nghĩ ra cách hay hơn. Chúng ta chỉ biết cố gắng làm việc hết sức. Cục trưởng bảo tôi chuyện cái này cho anh em bên dưới. Biết rồi. Chúng ta tiếp tục giữ liên lạc bằng tin nhắn. Được rồi. Anh Long như thế nào rồi hả? Không sao, yên tâm đi. Cho tôi hỏi thăm mọi người. Nhất định. Ừ. Vào đi. Cương chuyển đồ cho tụi mình đó. Cậu ấy nói gì không? Tất cả đều thuận lợi. Yên tâm đi. Ừ, cất đi. Alo. Anh Tổ à? Không có vấn đề gì. Tiền đã chuẩn bị xong rồi. Dạ. Dương Phong. Hả? Việc gì? Thông báo cho bọn Dương Anh chuẩn bị sẵn sàng việc giao dịch. Ừ. Thưa cục trưởng, áo chống đạn và vũ khí cục gửi tới tôi đã nhận được hết rồi. Chúng tôi sẽ rất cẩn thận. Cục trưởng chỉ thị chúng ta phải tăng cường liên hệ, làm việc cũng phải hết sức cẩn thận. Dốc toàn lực phá án, nhưng chúng ta cũng phải chú ý an toàn. Của anh nè. Ý của cục trưởng có phải là lần này chúng ta sẽ gặp nhiều nguy hiểm không hả? Đúng vậy. Đây có thể là vụ án lớn nhất từ khi thành lập đội cảnh sát đặc nhiệm tới nay. Em sợ hả Khương Tuyết? Không sợ. Nhưng từ khi ở trại huấn luyện ra, rất hiếm có cơ hội va chạm với vũ khí hạng nặng, cho nên em không quen lắm. Thì đây chính là cơ hội tốt, giúp chúng ta cảnh giác khó phạm sai lầm hơn. Tình cảm của con người giống như sợi dây thun vậy, nếu lúc nào cũng căng lên thì sẽ rất dễ mất tính đàn hồi. Em cứ thư giãn đi. Đi. Ê, thôi. Nè, Triển Giật à, anh hẹn Dương Anh hả? Đâu có. Vậy chúng ta đến đây làm gì? Thư giãn. Vừa rồi anh chẳng nói rồi hay trời sao? Trời ơi, như vậy có ầm ĩ quá hay không? Thôi em đừng có hỏi nữa, đi theo anh đi mà. Anh làm gì vậy? Trước hết phải tập cách xử lý bọn xấu như thế nào có được không? Chơi đi em. Luyện tập xong em sẽ hết căng thẳng ngay thôi mà. Hả?
Nè, ngắm cho chuẩn vào. Đây chính là tay chân của Diên Thừa Tổ và Nghe Hồng. Em xử lý bên phải, anh xử lý bên trái. Được lắm. Yeah. Vậy chúng ta đi thôi. Nè, em xong rồi, anh tắm đi. Anh xem tivi một lát nữa. Em làm gì đó? Ngày mai hành động rồi. Em muốn kiểm tra một lượt, đề phòng thôi mà. Em vẫn căng thẳng hay sao? Đúng rồi. Anh không thấy căng thẳng à? Cô, nhưng anh biết cách đối diện và làm thế nào để mình được thư giãn. Trước đây em cứ luôn cho rằng mình rất kiên cường, nhưng mà việc lần này thì em mới gặp lần đầu. Cũng không trách được. Đến anh Long mà bọn chúng còn muốn giết, cho thấy bọn này không đơn giản chút nào. Anh có vẻ rất lão luyện ha. Anh đã từng trải qua những vụ như vậy rồi sao? Cũng đúng. Anh đã từng nằm vùng trong một băng nhóm xã hội đen. Lúc đó chỉ có hai người là biết thân phận thật sự của anh. Nếu như anh em trong cuộc coi anh là quân trộm cướp thì có thể bắn chết anh ngay tại chỗ. Nếu trước khi vụ cướp xảy ra mà anh bị bại lộ thì cũng sẽ bị băng nhóm xã hội đen giết chết. Như vậy thì chẳng phải nguy hiểm hơn hay sao? Đúng vậy, anh bị kẹt giữa hai bên quả là rất nguy hiểm. Nhưng vụ này thì chúng ta đã đỡ hơn nhiều. Ít ra có bao nhiêu người giúp đỡ chúng ta. Vì vậy cho nên em đừng có căng thẳng. Vậy những lúc căng thẳng anh nghĩ đến điều gì? Anh sẽ nghĩ là hoàn thành xong vụ này anh sẽ được lập công, sẽ lên làm đội trưởng. Em cũng nghĩ như anh đó. Anh biết. Ê, anh biết à? Sao anh lại biết vậy? Cảnh sát nào mà chẳng muốn được lập công thăng chức, em cũng không ngoại lệ đâu. Chỉ có điều anh không ngờ đến một chuyện. Anh không ngờ chuyện gì? Em là một người con gái mà có chí hướng lớn như vậy sao? Anh xem thường con gái quá đó. Không phải, anh chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Bởi vì anh rất thích những người con gái có chí khí. Nè, em cho anh biết nha, phụ nữ chúng em không chắc là thua đàn ông mấy anh đâu. Hơn nữa, em lại có lòng tuyệt đối tin tưởng vào bản thân. Em có lòng tin rất tốt. Anh biết, anh cũng thấy như vậy mà. Anh cũng thấy như vậy sao? Nè, anh đừng có nhìn em bằng con mắt đó nha. Em không hiểu tại sao anh lại nhìn em bằng con mắt nghi ngờ như vậy. Dù có, vừa rồi anh nói là không muốn làm cho em căng thẳng. Bây giờ anh lại nhìn em như vậy, em cảm thấy căng thẳng rồi đó. Phong à, em đúng là kiên cường hơn anh tưởng đó. Thật sao? Nhưng mà ngay từ đầu anh đâu có tin tưởng em đâu. Có thể là anh chưa hiểu em nhiều lắm, nhưng mà hình như em cũng không muốn người khác hiểu mình thì phải. Nè, anh đã bao giờ nghe câu này chưa? Người hiểu mình không cần nói nhiều, người không hiểu mình cũng không cần nói nhiều. Ý của em là không cần nói gì nữa, đi ngủ thôi có phải không? Cũng gần như vậy. Như Phong à, thật ra sống trên đời này cái gì cũng tự mình gánh vác cũng không phải là một cách hay đâu. Con gái mà bướng bỉnh cố chấp như vậy thì không có anh nào thích đâu. Thôi, em buồn ngủ lắm rồi đó. Làm ơn được rồi, đi được rồi. Làm ơn. Thôi ngủ đi. Anh rể à, anh tỉnh rồi à? Em đã nấu súp cho anh ăn rồi, lát nữa anh ăn một chút nha. Sao anh lại nhìn em như vậy? Bảo đó hả? Em đây, anh không nhận ra em sao?
Sao không giống cô Bảo trước kia vậy? Sao mà không giống? Anh cứ nghĩ là em chỉ biết dạo phố mua quần áo rồi trang điểm. Anh đó, nghĩ em là không biết chăm sóc người khác chứ gì. Không ngờ. Anh nhìn em bằng nửa con mắt vậy sao? Cả người anh bị băng kín mít như vậy. Có nhìn em bằng nửa con mắt thì cũng nè, bình thường. Lau cái mặt đã. Xong rồi. Cảm ơn em. Sao anh khách sáo vậy? Ngày thường toàn là anh chăm sóc em, bây giờ thì tới lượt em chăm sóc anh rồi. Bác sĩ có nói bao giờ thì được tháo băng ra không? Anh đừng có sốt ruột. Bác sĩ nói trong đầu anh vẫn còn một viên đạn chưa lấy ra. Chỉ đợi anh khỏe lại là sẽ phẫu thuật ngay. Anh khỏe rồi mà. Nè, bảo anh đừng cử động mà sao anh lại không nghe. Anh vẫn chưa hồi phục đâu. Anh cử động như vậy kéo dài thời gian hồi phục đó. Anh đó nha, gấp không có tác dụng đâu. Chỉ bằng cứ nằm yên chịu khó mà hưởng phúc. Anh không thấy có phúc gì để hưởng hết. Anh thà về đi làm còn hơn. Mọi người đều đang cố gắng, chỉ có anh phải nằm ở đây. Biết rồi, anh đừng nói nhiều nữa. Ăn xong thì anh đi ngủ nha. Cứ khỏe lại rồi anh tha hồ mà cố gắng. Sao hả? Có ngon không? Anh hơi mệt, chút nữa ăn được không? Dạ. Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị nhanh lên. Em đi đây. Tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong hết chưa? Xong hết rồi. Tối hôm qua tôi đã họp với tất cả mọi người ở phân đội, mọi người đều nhận lời hỗ trợ chúng ta. Sáng sớm nay cục trưởng còn nhận đi dặn lại cho phép chúng ta hành động mạnh dạn. Cục trưởng đã thông báo cho các bộ phận liên quan để đội cảnh sát đại diện chúng ta làm tập chí tiêu trong vụ này. Vậy thì tốt, chỉ cần chỗ Dư Phong và chuyển vật đừng có sai sót thì bọn buôn lậu vũ khí nhất định không thoát được lưới pháp luật được. Hôm nay công việc chính của chúng ta là phải hết sức hỗ trợ cho Dư Phong và chuyển vật đó. Được. Công việc hôm nay bây giờ tôi sẽ phân công. Chúng ta đợi ở đây đi. Ừ. Để anh đổ xe vào bãi. Được. Báo cáo, hiện tôi đang đổ xe ở bên ngoài nhà hàng mục tiêu. Đó, sẵn sàng chờ lệnh. Đó, sẵn sàng chờ lệnh. Dạ. Dạ rõ. Dạ rõ, sẵn sàng chờ lệnh. Sẵn sàng chờ lệnh. Dạ rõ. Dạ rõ. Đó. Chú ý quan sát tình hình. Dạ rõ. Căng thẳng không? Không có gì, anh đang suy nghĩ thôi. Em thì có một chút căng thẳng.
cất súng đi. Em đói không? Có cần ăn chút gì hay không? Có lẽ không nên đâu. Lúc này mà lại đi ăn sao? Không sao, dù sao chúng ta cũng còn thời gian mà. Hắn có gọi đến đâu? Không cần đâu. Đi đi, anh cũng đang đói mà. Tốt, vậy mọi người tiếp tục chú ý, cẩn thận không được để bị phát hiện. Thế nào rồi? Dư Phong và Trần Dật đã lái xe tới nhà hàng rồi. Họ sẽ không tiến hành giao dịch trong nhà hàng chứ? Tôi đoán là không. À phải rồi, chưa tới giờ đâu, có thể còn ăn chút gì đó được. Trần Dật và Dư Phong làm việc rất ăn ý, em nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Đúng, vì vậy anh mới kêu họ không được coi thường. Em mà không ăn là nguội hết đó. Em không đói. Dù sao cũng ăn một chút đi. Quả thật là em không nuốt nổi. À, đúng rồi, ngoài em và Dư Lạc ra, ở nhà em còn có ai không? Em chỉ có Dư Lạc thôi. Vậy là chỉ có hai chị em nương tựa nhau thôi à? Có thể là nói như vậy. Nếu Dư Lạc hiểu chuyện hơn một chút thì em không còn lo lắng gì nữa. Ê, anh hỏi chuyện này làm gì? Có phải là anh có tâm sự gì không? Từ sáng cho đến giờ em thấy anh cứ là lạ sao đó. Ừ, không có gì đâu. Anh vẫn thường xuyên như vậy mà. Nè, hình như tóc của em hơi bị lệch đó. Em đi sửa lại đi. Không cần hả? Vậy để em chỉnh lại. Có lệch đâu chứ. Xin lỗi, cô có biết người bạn đi cùng tôi đâu không? Anh ấy đã đánh tiền rồi, anh ấy để lại cho cô tờ giấy này. Cảm ơn. Dư Phong, chào em. Lúc anh Tổ, đợi anh suốt cả ngày rồi đó. Bây giờ cậu hãy lái xe tới đường hầm núi Phượng Hoàng đi. Được rồi. Sao? Cái gì? Chuyện giật bỏ Dư Phong lại nhà hàng sao? Trình Dư Phong cho cô liên lại với tôi. Sao lại như vậy chứ? Lẽ ra phải theo kế hoạch đã định chứ. Rốt cuộc chuyển giật này làm cái gì vậy? Anh cũng không biết nữa. Chú ý, họ sắp vào đường hầm. Chú ý, họ đã vào đường hầm. Chú ý. Cái gì? Dương Anh, chuyển giật đã vào đường hầm rồi. Cái gì? Sao lại như vậy? Đó là đường một chiều rất khó cho việc bám đuổi, dễ bị phát hiện. Kêu những người khác không được bám theo, tìm một đội phục ở lối ra. Đang chuyển dịch đi ra khỏi đó rồi theo dõi đó. Chú ý, xe của người Hồng đã vào đường hầm. Chú ý. Qua đây, lên xe của tôi đi. Tại sao vậy? Qua đây, lên xe của tôi đi, nhanh lên. Qua phía trước đã. Bảo qua đi, cứ qua đi, nhanh lên đi. Cái xe đó cứ đổ ở đây, anh nhanh lên xe đi, nhanh lên. Dạ rõ, chúng tôi đang chờ ở đây. Dạ được, biết rồi. Tất cả mọi người chú ý. Chúng ta có cần gọi điện thoại hỏi Trấn Dật không? Không, đây là phiền cậu ấy. Bây giờ là thời điểm quyết định, đừng để đối phương phát hiện ra, chúng ta xem phía không. Ý, Dư Phong gọi nè. Alo Dư Phong, Dương Anh đây, rốt cuộc có chuyện gì? Trấn Dật có gọi điện thoại về không? Dư Phong à, bọn tôi chưa liên lạc được với Trấn Dật. Anh ấy giờ đang trong đường hầm. Sao hai người lại hành động riêng lẻ như vậy chứ, tại sao vậy? Không phải có gì đột xuất chứ? Không có gì đột xuất cả, anh ấy đi một mình cũng được, sẽ không bị nghi ngờ. Như vậy đi,
tôi sẽ đến phối hợp với mọi người. Giữ liên lạc nha, tạm biệt. Bác Tài à, nhanh lên chút đi. Nhanh, nằm xuống đi. Để làm gì? Bảo nằm xuống thì cứ nằm xuống, nhanh lên. Đúng là sự việc không như dự kiến mà. Alo tổng bộ, chuyện dần dẫn chưa ra? Được, tôi sẽ qua nghe. Nửa tiếng rồi sao có chuyện dần dẫn không ra khỏi được hầm? Chúng ta đi còn được. Đi mau luôn. Ừ. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có người theo dõi sao? Chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu không sẽ phiền phức đó. Vậy xe của tôi thì sao? Anh lại tiếc cái xe nát như vậy à? Không có xe thì tôi chuyển hàng thế nào được? Chúng tôi đã bố trí rồi, làm ăn với bọn tôi không có thiệt đâu mà sợ. Sao vẫn chưa thấy Dương Phong? Em đã gọi điện cho cô ấy, nói là đợi ở đây mà. Gọi thêm lần nữa đi. Ừ. Cô ấy đến rồi, đi thôi. Chuyển giật đâu? Lẽ ra cậu ấy phải ở gần đây. Tại sao lại không thấy xe hàng? Cậu ấy chuyển xe giữa đường rồi. Sao anh biết? Đã lắp đặt máy theo dõi trong túi của chuyển giật. Nghe Hồng muốn dùng chiếc xe hàng đó đến là hướng của chúng ta. Dương Phong, sao chuyển giật lại hành động một mình vậy? Tôi cũng không biết nữa, cứ tìm chuyển giật rồi hãy nói. Hiện vị trí của anh ấy đang ở đâu? Để tôi dùng máy theo dõi. Tốt, tôi sẽ báo cáo về cục. Được. Tới rồi hả? Sao trễ vậy? Đổi qua đổi lại tất nhiên là phải muộn rồi. Đi suốt cả ngày đường. Cẩn tắc vô ấy nấy mà. Hàng đâu? Trong xe đó. Nè, cô bộ xinh đẹp của cậu đâu rồi hả? Ờ, cô ấy đang chuẩn bị chuyển hàng đi. Anh biết đó, dẫn chuyển số hàng này đi không phải là việc dễ mà. Đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc mà. Cô nàng xinh đẹp như vậy, không biết có cơ hội nào gặp lại không. Anh nói vậy là có ý gì? Đừng có nói nữa. Đại ca cho xem hàng đi chứ. Tiền có đem theo không? Cho xem đi. Không, xem hàng trước. Ở đây bọn tao nhiều người hơn mày, dám không nghe lời sao? Để đang cướp hả? Lại đây. Hãy subscribe.